sang đến vụ việc của Trịnh Xuân Thanh, mới đây theo báo Dân Trí thì trên đỉnh Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, hầu như là ai cũng biết đến ngôi biệt thự tuyệt đẹp mà họ vẫn quen gọi là tòa nhà dầu khí. Nhiều người đã thấy ông Thanh nhiều lần đến đây để nghỉ hoặc là đãi tiệc bạn bè. Theo như mô tả thì đây là căn biệt thự 3 tầng thiết kế theo phong cách châu Âu, nằm trên một mảnh đất có diện tích hàng ngàn mét vuông. Đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Đảo cho biết là cách đây khoảng 6 năm, công ty cổ phần xây lắp dầu khí Kinh Bắc mua lại mảnh đất này từ công ty Brad Remake. Sau đó vào năm 2012 thì công ty này bán lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương. Sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh thì cảnh sát điều tra yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị trấn không cho thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến khu tòa nhà này. Tuy nhiên sáng nay cũng theo báo Dân Trí thì bố đẻ ông Trịnh Xuân Thanh là ông Trịnh Xuân Giới đã thừa nhận căn biệt thự này đứng tên công ty Mai Phương và do chính ông Trịnh Xuân Giới làm chủ tịch hội đồng quản trị. Bố đẻ Trịnh Xuân Thanh thừa nhận biệt thự hàng triệu USD trên đỉnh núi Tam Đảo. Tọa lạc ở vị trí cao nhất của đỉnh núi Tam Đảo, biệt phủ có giá hàng triệu USD có nghi vấn chính là tài sản thực của ông Trịnh Xuân Thanh nhưng được đứng tên công ty Mai Phương và do ông Trịnh Xuân Giới là bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị. Trao đổi với phóng viên Dân Trí qua điện thoại ngày 6 tháng 10, ông Trịnh Xuân Giới, nguyên phó trưởng ban dân vận Trung ương, bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh, thừa nhận căn biệt thự có giá hàng triệu USD tọa lạc tại vị trí đắc địa của đỉnh núi Tam Đảo là đứng tên công ty Mai Phương. Ông Giới nói, căn biệt thự này vẫn đứng tên công ty Mai Phương nhưng do người khác điều hành. Từ chối gặp mặt trao đổi trực tiếp, ông Giới nói, nếu phóng viên muốn có tư liệu gì thì đến gặp cơ quan điều tra. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, căn biệt thự hoành tráng có diện tích 3.400 m², tọa lạc tại vị trí cao nhất của đỉnh núi Tam Đảo, được người dân vùng thị trấn nhỏ bé này thường gọi là tòa nhà dầu khí. Trước khi ngã ngựa, căn biệt thự hoành tráng này luôn mang đậm bóng dáng Trịnh Xuân Thanh. Một vị cán bộ cơ quan nhà nước tại Hà Nội tiết lộ với Dân Trí, ông đã từng qua nhà ông Trịnh Xuân Thanh cách đây hơn 4 tháng trước. Ông từng được mời lên đây tham gia buổi tiệc mà ông Thanh tổ chức thiết đãi nhiều người, mừng việc ông Thanh trúng cử đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ phiếu bầu 75%. Sau khi tham gia buổi quốc đất chơi gôn ở sân gôn Tam Đảo, ông này cho biết ông Thanh thường xuyên lên nghỉ ở tầng 3 của tòa nhà. Theo như lời của chủ nhân ngôi nhà nói với khách, thì tòa nhà này được đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng và tổng giá trị của nó, bao gồm cả giá trị tiền sử dụng đất, có thể lên tới khoảng 100 tỷ đồng. Trả lời Dân Trí, ông Trần Quang Thà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Đảo, sau khi trà sổ, cho biết căn biệt thự này được tọa lạc trên nền đất cũ của một quan ba thời Pháp thuộc. Vị quan ba này vừa mới xây dựng nhà và cả một xưởng sản xuất giấy tại vị trí đó, nhưng cũng chưa kịp ở sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ông Thà cũng cho hay, khu đất có căn biệt thự trên vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương trên giấy tờ và cơ quan điều tra đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn và yêu cầu tạm dừng mọi việc liên quan đến thủ tục mua bán khu đất này để phục vụ công tác điều tra. Ngắm biệt thự có giá hàng triệu USD mang đậm bóng dáng Trịnh Xuân Thanh, biệt thự hoành tráng được thiết kế xây dựng theo phong cách châu Âu với 3 tầng chính. Căn biệt thự này được xây dựng trên diện tích khoảng 3.000 m², khu vực tầng 3 của căn biệt thự. Khu vực sân chơi dành cho trẻ con, những dịp các gia đình đưa con nhỏ lên đây chơi. Theo những quản gia của căn biệt thự này, thì chủ nhân của nó mua những khóm hồng từ Pháp hay hồng cổ Sapa có giá hàng triệu đồng về để trồng trong vườn, có khóm 3-4 triệu đồng, có khóm từ 6-7 triệu đồng. Bên trong biệt thự có nhiều phòng khách với các bộ ghế da sang trọng có giá hàng trăm triệu đồng. Phòng hát karaoke bên trong biệt thự. Bên cạnh phòng hát karaoke là khu vực sân chơi thể thao bia, bóng bàn. Trên tầng 3 của căn biệt thự có cả bể bơi rộng vài chục mét vuông. Bên ngoài phòng chiếu phim 3D, một khu vực phòng khách khác. Tọa lạc tại vị trí cao nhất của đỉnh Tam Đảo, từ đây ngày trời trong có thể trông xa hàng chục km. Con chó có bộ lông giống hổ cùng với gia đình làm nhiệm vụ trông giữ căn biệt thự trong những ngày chủ nhân của nó vắng nhà. Tài sản của Trịnh Xuân Thanh sẽ bị thu hồi như thế nào? Sau khi bị can Trịnh Xuân Thanh bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế, nhiều độc giả băn khoăn liệu Trịnh Xuân Thanh tẩu tán tài sản ra nước ngoài thì nhà nước có thu hồi được hay không? Ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, xác định bị can Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều độc giả băn khoăn, nếu ông Thanh tẩu tán tài sản ra nước ngoài thì nhà nước có thu hồi được hay không? Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nếu có căn cứ xác định ông Thanh đã bỏ trốn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ gửi lệnh truy nã này đến văn phòng Interpol Việt Nam C55 trực thuộc Tổng cục Cảnh sát. Đây là cơ quan đầu mối trong hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát Việt Nam với tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol.
Văn phòng Interpol Việt Nam sẽ đề nghị Ban Tổng Thư ký Tổ chức Interpol ra quyết định truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh. Trong trường hợp nếu ông Trịnh Xuân Thanh tẩu tán tài sản ra nước ngoài, thì nhà nước Việt Nam vẫn có thể thu hồi. Trước tiên, cần xem xét giữa Việt Nam và quốc gia nơi ông Thanh hợp thức hóa tài sản bằng tiền phạm pháp đã có chế tương trợ tư pháp. Nếu có hiệp định tương trợ tư pháp đã ký kết, thì việc thu hồi tài sản sẽ thuận lợi hơn. Trường hợp Việt Nam và quốc gia có tài sản ông Thanh tẩu tán, chưa có hiệp định tương trợ tư pháp thì vẫn có thể thực hiện việc thu hồi tài sản. Bởi lẽ, chúng ta và các nước trên thế giới đã gia nhập Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng 2003. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước này ngày 3 tháng 7 năm 2009. Nội dung chủ yếu bao gồm những vấn đề công tác phòng chống, hình sự hóa tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát, hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật. Trong trường hợp nếu ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế của Interpol Việt Nam tại một quốc gia trên thế giới, thì sẽ phải được thực hiện việc dẫn độ theo quy định của pháp luật nước sở tại trên cơ sở yêu cầu dẫn độ của Bộ Công an Việt Nam. Dẫn độ Trịnh Xuân Thanh có dễ dàng hay không? Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho biết, việc dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về nước sẽ gặp phải những khó khăn nhất định nếu như thông tin ông này đang trốn ở Đức là đúng. Theo Thiếu tướng Trần Thế Quân, để dẫn độ tội phạm đang trốn ở nước ngoài về xử lý, trước hết quốc gia đó phải ký hiệp định tương trợ tư pháp với quốc gia được đề nghị dẫn độ. Trong trường hợp chưa ký kết thì có thể theo điều ước đa phương về dẫn độ tội phạm mà hai nước cùng tham gia. Quốc gia này muốn dẫn độ tội phạm đang trốn ở quốc gia kia về xử lý thì phải theo một điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên. Nếu giả sử ông Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức, Canada hoặc một vài quốc gia khác không tham gia ký hiệp định tương trợ tư pháp thì việc xử lý không hề đơn giản. Quá trình đàm phán về dẫn độ cũng phức tạp, lâu dài. Trong trường hợp đó, sẽ có thể vận dụng quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên cơ sở thương lượng cụ thể. Cũng theo ông Quân, trong thực tiễn, khi chưa có hiệp định về dẫn độ ở dạng song phương hay đa phương, có thể thực hiện việc dẫn độ theo nguyên tắc có đi có lại giữa hai quốc gia. Cùng đưa ra ý kiến, luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư Hà Nội lập luận, nếu ông Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, Bộ Công an sẽ có những biện pháp nghiệp vụ cần thiết để đưa ông Thanh trở lại Việt Nam. Đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm như Hàn Quốc, Nga, Ba Lan, Lào, thì Việt Nam sẽ phối hợp để dẫn độ ông Thanh về nước. Còn với các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Canada, Úc, phần lớn các nước Mỹ Latin, Châu Phi, Tây Á, chúng ta chưa ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm, việc chuyển giao ông Thanh về nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu xác định được hành vi tội phạm của ông Thanh, thì nhiều khả năng hành vi đó thuộc về nhóm tội phạm về tham nhũng. Nếu thuộc loại này, thì đây là loại tội phạm mà không được bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào dung thứ. Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hà Nội cho biết, với trường hợp Trịnh Xuân Thanh, lệnh truy nã quốc tế sẽ được cơ quan chức năng thuộc Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Công an gửi cho Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, Interpol. Từ đây, Interpol quốc tế thẩm định rồi tải lên trang web của tổ chức này để phát lệnh trên mạng toàn cầu. Các nước tham gia tổ chức Interpol sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra của Việt Nam truy bắt Trịnh Xuân Thanh trên toàn thế giới. Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nếu có căn cứ xác định ông Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài thì sẽ gửi lệnh truy nã đến văn phòng Interpol Việt Nam C55 thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an. Sau đó, C55 sẽ đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol ra quyết định truy nã quốc tế. Theo các nguyên tắc hoạt động của Interpol, dẫn độ tội phạm được thực hiện dựa trên các điều ước quốc tế đa phương hoặc song phương, nhưng trình tự, thủ tục dẫn độ tội phạm lại tuân theo quy định của pháp luật quốc gia được yêu cầu dẫn độ và pháp luật quốc gia yêu cầu dẫn độ, luật sư Thơm nhấn mạnh. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu chủ tịch hội đồng quản trị PVC, ngày hôm qua đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can ra quyết định truy nã quốc tế về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ngày 15 tháng 9, nhà chức trách đã khởi tố vụ án về cùng tội danh để làm rõ việc thất thoát gần 3.300 tỷ đồng tại PVC. Hiện, cựu tổng giám đốc PVC cùng hai cấp phó và kế toán trưởng đã bị bắt. Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu? Đồn đoán ông Trịnh Xuân Thanh không còn ở Việt Nam xuất hiện khi cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vắng nhà nhiều ngày, không trở lại nhiệm sở sau kỳ nghỉ phép. Chiều 12 tháng 9, trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, chiều 16 tháng 9, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ đến địa phương này triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Theo ông Chánh, tỉnh ủy có thư triệu tập ông Thanh để tham dự buổi triển khai quyết định quan trọng này.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỉnh ủy Hậu Giang vẫn chưa liên lạc được với ông Thanh. Người đứng đầu tỉnh ủy Hậu Giang nói: "Chúng tôi đã báo cáo cho Trung ương việc mất liên lạc với ông Thanh." Trước thông tin dư luận cho rằng ông Thanh đã đi nước ngoài, lãnh đạo tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng không có cơ sở để xác định. Vài ngày trước, tỉnh ủy Hậu Giang cử cán bộ ra Hà Nội tìm ông Thanh vì không gọi điện thoại được. Những người đi tìm đến tận nhà riêng nhưng gia đình nói không biết ông Thanh đi đâu. Trong thư triệu tập, tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu ngày hôm nay 13 tháng 9, ông Thanh phải có mặt ở Hậu Giang để giải quyết các vấn đề liên quan. Nhưng ông Thanh vẫn chưa hồi đáp, đến 11 giờ trưa hôm nay, ông Thanh vẫn chưa có mặt. Trước đó, tỉnh ủy Hậu Giang muốn triệu tập ông Thanh để làm rõ những nội dung trong đơn nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi cho tỉnh ủy, trong đó có nguyện vọng xin ra khỏi đảng. Những ngày qua, nhiều phóng viên đến biệt thự trong khu đô thị Sipucha, Hà Nội, nơi gia đình ông Thanh sinh sống. Bảo vệ khu đô thị và người thân của nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đều nói ông Thanh vắng nhà nhiều ngày nay, không rõ tung tích. Người nhà ông Thanh nói, cách đây mấy ngày anh ấy nói vào Hậu Giang công tác, nhưng từ đó đến nay chưa thấy về. Hiện gia đình cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Còn về thông tin đồn thổi ông Thanh đang ở Đức, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Công Lý cho biết cơ quan không có cơ sở về chuyện này. Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết chưa nắm được thông tin ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài. Việc ông Thanh có xuất cảnh hay không thuộc thẩm quyền của Cục An ninh Cửa khẩu. Hiện cục này đã tách khỏi Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cùng ngày, Thiếu tướng Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh Cửa khẩu Bộ Công an nói việc cấm xuất cảnh là do cơ quan chức năng, ông Dũng chưa nhận được chỉ đạo nào liên quan đến việc cấm ông Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh. Về việc thông tin cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đang điều trị bệnh gút ở Bệnh viện Thống Nhất, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Công, giám đốc bệnh viện đã phủ nhận việc này. Khẳng định với báo chí, ông Công nói, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại đây, không có ai tên Trịnh Xuân Thanh. Cho đến sáng 12 tháng 9, đại diện Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nơi ông Thanh sinh sống cũng nói, công dân này là cán bộ cấp trung ương do trung ương quản lý. Vì thế, việc ông này đi đâu, ở đâu, làm gì, địa phương không nắm được. Vì vậy, xét cho cùng, hiện tại, việc ông Thanh đang ở đâu vẫn còn là một ẩn số.